Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong tạp chí hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là chuyên đề Hưng Yên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện gìn giữ ao hồ trong lòng thành phố ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Mục Nét đẹp xuân nhãn kể về việc làm ý nghĩa của đoàn thanh niên xã Đông Kết, huyện Khói Châu trong làm đẹp đường quê. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên là một trong số 22 tỉnh thành trên cả nước có di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Hưng Yên có nhiều giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Chuyên đề sau đây cho chúng ta thấy rõ điều này. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ với vị thần chủ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh mang đậm bản sắc và giá trị truyền thống văn hóa Việt, phản ánh ứng xử con người với thiên nhiên. Các thực hành trong tín ngưỡng đề cao giá trị, vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội. Ngoài ra, trong tín ngưỡng thờ mẫu có một nghi lễ điển hình nhất, đó là nghi lễ hầu đồng gắn với nghệ thuật hát chầu văn, chứa đựng nhiều thành tố văn hóa mang tính dân tộc như bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có công với nước, nghệ thuật trình diễn dân gian mang một cái tinh thần về dân tộc rất là lớn, ở chỗ là chúng ta đang tôn vinh những vị anh hùng dân tộc qua các thời kỳ của các triều đại phong kiến. Đấy là những giá trị về nhân văn của những vị thánh thần mà được mọi người chúng ta đang tôn thờ. Và hơn nữa thứ hai là chúng ta được thấy là hình ảnh cao quý của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam. Hơn nữa chúng ta lại thấy sự đoàn kết gắn bó các dân tộc. Và những vị thánh thần là những vị ở trên các vùng miền dân tộc trên khắp toàn đất nước của chúng ta, đấy là đã được hiển hóa hiển thánh và để các người trong cộng đồng tín ngưỡng chúng tôi đang tôn thờ. Sau 6 năm được UNESCO ghi danh và chính phủ Việt Nam triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã có nhiều thay đổi. Nhận thức của các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với vị trí và vai trò của di sản văn hóa trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được đầy đủ hơn. Sức lan tỏa của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ cũng mạnh mẽ hơn ở nhiều địa phương. Tỉnh Hưng Yên là địa phương có nhiều đền, điện, phủ gắn với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu như đền Tân La, đền Mẫu, thành phố Hưng Yên, đền Đậu An, huyện Tiên Lữ. Bên cạnh đó, Hưng Yên có đông đảo những người thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Đây chính là chủ thể nắm giữ và trao truyền di sản. Tỉnh Hưng Yên hiện có 16 nghệ nhân ưu tú lĩnh vực tập quán xã hội, tín ngưỡng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành một cái chương trình để bảo tồn cái di sản này. Thì hàng năm thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì cũng đều có cái hoạt động rất là thiết thực để bảo tồn, phát huy cái giá trị này trong di sản văn hóa thờ mẫu Tam Phủ trong cái đời sống, như là tôn tạo các cái di tích thờ mẫu, quan tâm vinh danh đối với lại các cái nghệ nhân mà người ta có cái cống hiến to lớn đối với cái việc gìn giữ và nắm giữ các cái nghi thức của cái nghi lễ thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Từ sự quan tâm đến di sản văn hóa của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã có nhiều hoạt động cụ thể để đưa di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đến gần hơn với người dân, qua đó làm cho di sản lan tỏa trong cộng đồng. Đều đặn hàng năm, ngành văn hóa tổ chức tập huấn, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Với sự tham gia của trưởng ban quản lý di tích và cán bộ văn hóa cấp xã, phường, thị trấn, nghệ nhân ưu tú lĩnh vực trình diễn dân gian và các thanh đồng. Thông qua những buổi tập huấn đã tuyên truyền phổ biến một cách đồng bộ và sâu rộng để các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân, những người đang thực hành tín ngưỡng nhận thức đúng về ý nghĩa của di sản, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Thì trước tiên nhất thì phải mang lại những cái gì, những nét cổ truyền mà của dân tộc, của cha ông để lại. Và trong khi đó sẽ phát huy được những cái điều giá trị tốt đẹp của đó và thực hiện để cho thế hệ trẻ, mọi người được noi theo, làm được những cái việc nó đúng với đường lối. Thứ nhất về của Đảng, Nhà nước. Thứ hai nó phải đúng lề lối phép tắc của đạo thờ mẫu trong tín ngưỡng Việt Nam hiện tại và phát huy về sau này.
Trong những năm gần đây, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu liên quan đến các nghi lễ thờ cúng và các sinh hoạt văn hóa truyền thống trong các lễ hội được các địa phương khôi phục và phát huy. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức các chương trình thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ tại các di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh để đông đảo công chúng được tiếp cận và biết đến những nét hay, nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ gắn với nghi lễ hầu đồng và hát chầu văn. Những hoạt động này được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên thực hiện cái biện pháp bảo vệ theo cái cách mà UNESCO họ rất là quan tâm, đấy là có được sự phối hợp giữa quản lý nhà nước đối với lại cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ di sản, thể hiện cụ thể qua việc tạo điều kiện cho các nghệ nhân và cho người thực hành có được cái không gian, có được cái điều kiện về cả cơ sở vật chất, hạ tầng để mà nghệ nhân và người thực hành luôn luôn được có cơ hội để thực hành, được truyền dạy cho các thế hệ kế tiếp. Và một trong những cái nỗ lực nữa của Hưng Yên mà chúng tôi có thể đánh giá đấy là sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc động viên các nghệ nhân. Bên cạnh kết quả đạt được thì việc thực hành di sản, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ ở một số nơi, ở một số cá nhân còn lệch lạc, chưa thực hiện đúng với truyền thống, có tình trạng thương mại hóa các nghi lễ, hiện tượng đốt vàng mã vẫn còn phổ biến. Chính vì vậy, cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của di sản. Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước có điểm thờ mẫu, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Đạo mẫu tỉnh Hưng Yên được thành lập từ năm 2016, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, sinh hoạt định kỳ tại đền Tân La, thành phố Hưng Yên. Câu lạc bộ có 200 hội viên là những nghệ nhân ưu tú, các thanh đồng, đồng đền. Mục đích của câu lạc bộ là định hướng các hội viên đi đúng đạo, không lợi dụng tín ngưỡng để thực hành mê tín dị đoan, đồng thời phải có trách nhiệm phát huy những giá trị tốt đẹp trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Với chi hội chúng tôi là rất đông thành viên, rất nhiều các chủ nhang, đồng đền, đồng điện, cho nên cái việc quản lý các thanh đồng là cũng tương đối khó khăn. Thế nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm và giáo hóa các thanh đồng đi đúng đạo thì thứ nhất là quảng bá cái hình ảnh của đất Kinh Kỳ Phố Hiến, đã phổ biến cho các hội viên trong chi hội là phải chấp hành chính sách địa phương, thế và làm công tác từ thiện, khuyến học và an sinh xã hội. Sẽ có một cái đề án rất là chi tiết để báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh để có một cái giải pháp rất là căn cơ để bảo tồn cái loại hình này, và cũng là thực hiện cái nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa gắn phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt do Thủ tướng Chính phủ cam kết với UNESCO, góp phần làm cho tín ngưỡng này cùng các thực hành liên quan đi sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân và được cộng đồng gìn giữ, lưu truyền. Cây đa, giếng nước, sân đình là biểu tượng, nét đặc trưng dung dị gần gũi của làng quê truyền thống Việt Nam. Trải qua thời gian phát triển, những hình ảnh đẹp của cổng làng, cây đa, giếng nước đã dần bị mất đi. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã nhận ra giá trị của truyền thống được coi là hồn cốt của làng xã nên đã tìm cách khôi phục, giữ gìn. Điển hình là xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Giếng cửa đình này là giếng thiên tạo và cổ nhất tại thôn Đảo Đặng. Trước đây, giếng này là một trong những giếng chính cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ các hộ dân trong thôn. Trải qua thời gian, những giếng cổ trong thôn đều đã bị hư hỏng, sụt lún. Với mong muốn sửa chữa, tôn tạo, bảo tồn giếng làng, năm 2012, thôn đã huy động và được nhân dân ủng hộ cả về kinh phí, công sức của trên 40 dòng họ trong thôn. Giếng cửa đình là giếng cổ đầu tiên của thôn được tu sửa, tôn tạo với kinh phí lên tới trên 600 triệu đồng. Giếng là chúng tôi đã sinh hoạt từ lúc còn bé cho đến nay, chứ chưa nói đến trước. Trước thì đa phần đều nhờ cái giếng này để dùng nước ăn cho toàn thể dân cư chúng tôi, mà toàn dân chúng tôi rất phấn khởi. Hơn 40 dòng họ rồi cả làng rồi cả xã tập trung rất đông đủ, tức là rất là vui mừng.
khi cái giếng được hình thành. Nhân dân trùng tu các cái giếng cổ này là để lại cho chúng tôi người dân làng Đào Đặng một niềm tự hào, niềm vui, niềm phấn khởi. Và tôi là người con của quê hương sáng tác cái bài thơ giếng cổ đền Trịnh. Đất làng ta, giếng làng ta, khách thập phương đến tưởng là giếng tiên, giếng to đẹp trước cửa đền, thờ người vị tướng phù chứng tỏa nào. Bốn mùa sóng nước lao sao, điện màu lấp lánh ngỡ vào động tiên, giếng xây to đẹp vững bền, để ngàn năm vẫn còn nguyên nơi này. Giếng trong mạch nước dâng đầy, như chiếc gương sáng ngày ngày soi chung. Xã Trung Nghĩa có 3 thôn, thì chỉ tính riêng thôn Đào Đặng có 4 giếng lớn là giếng Cửa Đình, giếng Đầu Làng, giếng Cô Tiên và giếng Đền Mẫu Đảo Đương. Đến nay, tất cả những giếng cổ trong thôn đều đã được sửa chữa, tôn tạo từ nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân. Mặc dù trong những năm gần đây, người dân không còn sử dụng nước giếng để sinh hoạt như trước do đã có nước sạch đến từng nhà, nhưng việc gìn giữ giếng làng vẫn được cán bộ và nhân dân đặc biệt quan tâm. Để chúng tôi có bàn và họp đến toàn bộ đồng dân, rồi các ban quản lý, rồi các lãnh đạo trong thôn và đi đến một cái thống nhất là chúng ta sẽ xây dựng là theo thứ tự giếng thứ một, mà được nhân dân là ủng hộ rất là nhiều. Với việc đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng ở nông thôn thì địa phương cũng rất là quan tâm tới việc bảo tồn. Chúng tôi xây dựng các công trình giếng làng vừa là để xây dựng cảnh quan, cũng là vừa là để gìn giữ nét đẹp mà văn hóa làng quê trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Người xưa có câu, có làng là có giếng. Giếng làng là hình ảnh gần gũi, dung dị và là nét đẹp đặc trưng cho hình ảnh làng quê Việt. Nó mang một giá trị tinh thần to lớn và là hình ảnh thân thương để những ai đi xa quê cũng luôn nhớ về. Với những giá trị nhân văn ấy, sức sống và hồn cốt của di sản giếng làng cần được bảo tồn, lưu giữ cho muôn đời sau. Với tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đang hưởng ứng tích cực phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh với trọng tâm là chung tay làm đẹp đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư. Trước đây, ven đường chân đê trước cổng trường mầm non thôn Trung Châu là bãi cỏ dại và ngập rác thải. Thế nhưng hiện nay, con đường này đã trở thành con đường chân đê kiểu mẫu với những hàng hoa, cây xanh cùng hệ thống rãnh thoát nước ở lề đường. Đó là thành quả sau hàng chục ngày dọn dẹp, cải tạo, trồng hoa của thanh niên trong xã Đồng Kết trong thời gian vừa qua. Tất cả kinh phí thực hiện công trình vườn hoa thanh niên mang nhiều ý nghĩa này đều do đoàn xã huy động nguồn xã hội hóa từ đoàn viên. Để đảm bảo được cái vệ sinh môi trường và tạo được một cái cảnh quan chung đẹp để cho bà con nhân dân đi lại tập thể dục hay là các nơi vui chơi giải trí cho các em nhỏ. Xuất phát từ cái việc đó đã lên ý tưởng và cũng đã vận động xã hội hóa 100% các cái công trình ở đây. Từ khi con đường hoa chân đê được hoàn thành, giáo viên trường mầm non xã Đông Kết thường xuyên cho các em học sinh ra đây vui chơi và tìm hiểu về các loài hoa, qua đó giáo dục cho các em biết yêu và trân quý thiên nhiên. Nhớ phải chăm sóc hoa này và bắt sâu cho hoa này và thường xuyên nhổ cỏ cho hoa này và chúng mình sẽ tưới cây cho hoa nhớ chưa? Đối với nhiều người dân xã Đông Kết thì vườn hoa thanh niên không những đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực chân đê mà còn là nơi lý tưởng để ngắm cảnh, thư giãn và chơi cờ tướng. Người dân thấy rõ sự chuyển biến về cảnh quan ở nơi mình sinh sống. Thôn Trung Châu đường xây dựng nông thôn kiểu mẫu mà đoàn thanh niên làm như thế này là rất tốt. Tôi yêu cầu là đoàn thanh niên phát huy và có thể nhân rộng ra nhiều thôn khác. Đoàn xã Đông Kết phân công đoàn viên luân phiên chăm sóc vườn hoa để hoa sinh trưởng và phát triển tốt, ngày càng đẹp lên. Chính quyền xã Đông Kết đánh giá cao tinh thần xung kích của thanh niên và sẽ tạo điều kiện cho đoàn xã nhân rộng mô hình vườn hoa thanh niên ra tất cả các thôn trong xã. Địa phương cũng là khuyến khích và động viên các đồng chí đoàn thanh niên ở các thôn cũng mở rộng được các cái mô hình nó có ý nghĩa đẹp hơn và sang các thôn là trong thời gian năm 2023 giai đoạn 23 và 25 mà các thôn đều là thôn phát triển nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Bằng những việc làm nhỏ nhưng thiết thực,
có ý nghĩa bảo vệ môi trường sống. Đoàn thanh niên xã Đông Kết đang góp sức vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương và góp phần hình thành nên những khu dân cư đáng sống. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.